Việt Nam dự kiến đưa 125.000 người lao động ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng vào năm 2024, tập trung vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, giữa lúc nước này siết chặt công tác quản lý ngăn việc lao động ở lại bất hợp pháp. Thông tấn xã Việt Nam hôm 20 tháng 2 dẫn lời một quan chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nói rằng trong năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 48.000 lao động đến Đài Loan, 63.000 lao động đến Nhật Bản và 8.500 người đến Hàn Quốc. Năm 2023, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt đỉnh điểm với 155.000 người, trong đó Nhật Bản tiếp nhận hơn 80.000 lao động, Đài Loan đón hơn 58.000 lao động, Hàn Quốc đón hơn 11.000 lao động. Hiện có khoảng 650.000 lao động Việt Nam làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 140.000 lao động. Tạp chí Điện tử Lao động và Công đoàn cho biết, tính chung hiện có 46.600 người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại các nước, chiếm 6% tổng số lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.